Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình ra bờ sông thì mình cũng nhớ là mỗi năm thì nó đều tổ chức ở Taste of Saskatchewan, là mình không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng hôm nay mình ra thì mình thấy cái bảng để là từ July 12 to July 17, là từ ngày 12 tây tháng 7 đến 17 tây tháng 7. Là ngày mai đó, là Tuesday to Sunday. Ngày mai mở cửa là từ 11 giờ tới 9 giờ rưỡi tối. Còn từ thứ tư tới thứ bảy là mở từ 11 giờ tới 10 giờ rưỡi. Còn Sunday, chủ nhật thì mở từ 11 giờ tới 8 giờ. Taste of Saskatchewan will be open tomorrow, Tuesday from 11 to 9:30, and Wednesday to Saturday often from 11 to 10:30 p.m. Sunday open from 11 to 8 o'clock p.m. Rất là nhiều kiosk chuẩn bị rất là gọn gàng, nhìn rất là sạch sẽ nha mọi người. Đông ghê không? Thường lúc nào cũng có cái chỗ bán ice cream, thường ngay cái góc đó, tuốt đẳng đó. Kem. Đây, hình như mình thấy có một cái nhà hàng Việt Nam nè. Là Rồi Bánh Mì Coffee. Nghe cái tên bánh mì là biết của Việt Nam rồi. Đây là cái chỗ bán ice cream nè. Set up đó, cô nhìn thấy cũng đẹp mà nhìn thấy nó gọn gàng. Đẹp hay chưa? Bắt đầu ngày mai rồi. Tomorrow, let's go out to the riverbank to try the taste of Saskatchewan.